Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc xe Hyundai Kona phiên bản 2.0 ATH. Xe sản xuất là năm 2019, có ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu đen. Được bác chủ đi rất là giữ gìn, cam kết cho anh chị và các bạn đầy đủ các hạng mục của chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ. Đó là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Xe vẫn có nhu cầu mua trả góp thì em vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn 50-70% giá trị xe. Tùy theo cái nhu cầu cũng như là mỗi người có một khoản vay khác nhau nên em sẽ có cái hỗ trợ chi tiết rõ ràng cho các bác khi liên hệ trao đổi. Em gửi bảng kê chi tiết cụ thể cho các bác. Và những điểm nổi bật của chiếc xe này thì nó sẽ được trang bị như là gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ hay là hệ thống cảnh báo vượt trên gương. Tay nắm cửa được sơn cùng màu với cả màu ngoại thất. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ nổi bật cho anh chị và các bạn như là cụm đèn hậu này, rồi những cái chi tiết dạng bóng LED. Tính năng an toàn thì có cảm biến cam lùi hay là hệ thống gạt mưa, đèn cảnh báo trên cao. Cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó sẽ như nào thì ta sẽ cùng đi theo dõi ngay sau đây. Trong clip em sẽ cập nhật đầy đủ hết cho anh chị và các bạn cùng có thể tham khảo qua với một chiếc xe trong cái tầm giá khoảng 500 triệu đồng. Là các bác có thể sở hữu một chiếc xe di chuyển trong phố với cái gầm cao, di chuyển lên vỉa hè hay là đi qua những cái cung đường mà nó có lụt với cái mức vừa phải một cách dễ dàng. Đây là những cái chi tiết về hệ thống bậc cốp này hay là những cái phần lốp sơ cua đồ nghề, thùng cốp của chiếc xe. Tất cả các chi tiết nó vẫn giữ được độ đẹp, không hề có hiện tượng bị đâm va hay là sửa chữa gò hàn lại gì cả. Những cái phần ốc khóa nó vẫn còn có chấm vẩy sơn KCS của nhà sản xuất cơ anh chị ạ. Bác chủ cũng rất là cẩn thận, đã lên bộ thảm trải sàn, dán lưng ghế đầy đủ hết cho chiếc xe này rồi. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang lái của khoang hành khách đầu tiên đi đã. Sau đó đến khoang lái của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng cảm nhận về những cái tiện nghi option của chiếc xe nó đã mang lại cho người dùng. Ghế bậc lên xuống thì có ốp bảo vệ chống xước đầy đủ, bộ thảm trải sàn hay là những phần ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể thấy nó có đục lỗ thông hơi. Nó sẽ mang lại cái thoải mái cho người ngồi khi di chuyển đường dài. Và trần xe thì nó có đã bọc trần rồi anh chị nhé. Các bác mua về sẽ không phải bọc nữa. Với cái phần bọc trần này nó sẽ giúp cho cái phần cái khoang ngồi cũng như khoang lái của chiếc xe nó sẽ trông nó thẩm mỹ hơn khi ngồi trên xe. Và cái những cái chi tiết như là sơn si, bề mặt sơn si của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Tuy vậy thì cũng đã phải sơn tỉa một số chỗ. Đảm bảo cho anh chị và các bạn về khung gầm, máy móc động cơ hộp số trên văn bản. Đó là không bị đâm va, không bị ngập nước. Với cánh cửa của chiếc xe thì nó sẽ có các phím chức năng như lên xuống kính, hệ thống chỉnh gương. Trong đây thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn như là những cái phần hệ thống cửa gió điều hòa hay là hệ thống cảnh báo vượt, ghế ngồi chỉnh điện, tem mác cũng như các thông số về năm sản xuất của chiếc xe thì nó vẫn rất là rõ ràng, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Trần mọng của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp hay là hệ thống gioăng cao su. Rồi những cái chi tiết đinh tán của chiếc xe đều không có hiện tượng bị đâm pha gì cả anh chị nhé. Và để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn mua xe cũ về sử dụng thì mình hãy mang xe vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check lại kiểm tra, tránh được những cái rủi ro không mong muốn về xe tai nạn ngập nước mà lấy cái sự an tâm hơn trong quá trình sử dụng sau này. Và phía sau vô lăng đây thì nó sẽ cho anh chị và các bạn một cụm đồng hồ hiển thị thông tin và với đầy đủ các thông số, màn hình đã được nâng cấp lên màn hình Android. Và chủ thì cũng đã lên cam hành trình và một số tiện ích khác nữa. Đây là những cái phần khu vực yên ngựa với cần số và các phím bấm chức năng, bệ tỳ tay, phanh tay cơ. Đấy, những cái tiện ích của chiếc xe nó mang lại cho người dùng. Và tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe. Với cỗ động cơ của chiếc xe này nó sử dụng cho anh chị và các bạn động cơ là máy 2.0. Nên khi di chuyển trong đường trường hay đường trong phố của chiếc xe thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn cái trải nghiệm tuyệt vời. Và cái mức giá bán cho chiếc xe Hyundai Kona phiên bản 2.0 ATH hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ nó chỉ còn trong khoảng 500 triệu đồng là anh chị bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi.
Nếu các bác cần thông tin chi tiết cụ thể hơn về chiếc xe, có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.